Dê về Thái Nguyên, anh em 20 mãi đỉnh. Cánh tay của anh chị em 20 đâu ạ? À? Dạ vâng, quê em miền đất Trung Du, có hồ núi cốc mà có chè Tân Cương, có gái hiền đảm dễ thương mà trai ngoan anh Tuấn kiên cường xử vi, nữ hoa thì lấy đá vá trời mà lời ông cha dạy thì đời đời không sai, nhất võ nhai mà thứ hai định hóa, trai thời hiếu nghĩa hiền hòa mà gái thời son sắc mặn mà lại thủy chung. Và quả thực là chép vàng muốn vượt vũ môn phải thông thiên địa, phải giành sách tiên, muốn tìm gái thảo trai hiền phải về mảnh đất Phổ Yên Đại Từ, gái đẹp như tấm như vân, trai ngoan anh Tuấn tựa vầng Thái Dương, mà gái Phú Lương đã dễ thương lại hiền thảo, ba sóng gió vẫn một đạo tề ra. Ngày xưa thì công cốc tìm nhau mà ngày nay duyên lắm mới được làm dâu Phú Bình. Và để ca ngợi vẻ đẹp của trai xinh gái đảm quê ta thì nhà thơ Tản Đà có viết một câu thơ rằng: tay thở giỏi tạc lên ngọc phỉ thúy mà gái đồng hủ chẳng mỹ khí và vẫn cứ xinh, duyên thời môi thắm má hồng làm ba chàng ngóng chàng trông chàng chờ, sông công mãi chảy một dòng mà núi văn núi võ núi hồng bao quanh. Thái Nguyên quê anh đó, em có về đất mẹ với anh không?